CBS News xin được gửi lời chào và lời cảm ơn đến quý khán thính giả gần xa đã luôn ủng hộ và chọn kênh của chúng tôi để theo dõi và cập nhật tin tức hàng ngày trên trang YouTube.com. Xin kính chúc quý vị có một ngày mới với sức khỏe dồi dào và công việc được thuận lợi hơn. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, ngày 10 tháng 10 năm 2022, xin gửi đến quý vị nội dung chính như sau. Sau vụ nổ cầu kênh Hoàng, quân nga đang hoảng sợ khi hai tin: Ukraine điều 40.000 quân áp sát chiến tuyến. Triều Tiên tuyên bố phóng tên lửa để mô phỏng tấn công Hàn Quốc bằng vũ khí hạt nhân. Tổng thống Đài Loan bà Thái Anh Văn cam kết tăng cường sức mạnh chiến đấu khi căng thẳng với Trung Quốc gia tăng. Và sau đây là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sau vụ nổ cầu kinh hoàng thì lãnh đạo Quốc hội Nga ở Trơm đã cáo buộc Kiev đứng sau vụ nổ lớn ở cây cầu Trơm. Trong khi một cố vấn của Tổng thống Ukraine cũng đã lên tiếng phản bác kịch liệt. Về phía Nga thì ông Vladimir Konstantinov, là lãnh đạo quốc hội ở Crimea đã cáo buộc Ukraine đứng sau vụ nổ gây thiệt hại cho cây cầu Crimea. Con đường duy nhất nối giữa Nga và bán đảo Crimea đã được sáp nhập năm 2014. Còn về phía Ukraine, thì ông Mikhail Podolyak là cố vấn của Tổng thống Zelensky đã tuyên bố rằng cây cầu Crimea chỉ là khởi đầu, mọi thứ bất hợp pháp phải bị phá hủy, mọi thứ bị tước đi phải trả về cho Ukraine. Sự việc đang dãy lên nhiều căng thẳng gia tăng và bất ngờ ngày hôm sau vào rạng sáng ngày 10 tháng 10, Feli Khai ở Lugan ở miền đông Ukraine đã cho hay 40.000 quân thuộc lực lượng Kiev đàm áp sát tỉnh này cảnh báo một cuộc giao tranh quy mô lớn có thể xảy ra. Cụ thể, đó là khi vừa tỉnh dậy, Rodian Morosnik là đại sứ chính quyền Feli Khai ở Lugan tại Liên bang Nga đã phát đi cảnh báo. Quân đội của Ukraine đang tìm cách chọc thủng phòng tuyến ở nhiều địa điểm thuộc Lugansk. Số lượng nhân lực và vũ khí Ukraine điều động là không thể nào xem nhẹ. Chúng tôi đang đề cập đến một đội quân lên tới 40.000 người. Bên cạnh đó, quy mô của đợt tập trung lực lượng Ukraine điều đến Lugansk để thực hiện một cuộc tổng tấn công là đáng báo động. Hiện tại, theo mật thám báo về, thì quân đội Ukraine đang tập trung ở phía Bắc và phía Tây Bắc Lugansk, cũng như xung quanh thành phố Liman thuộc vùng Donetsk, vùng đất mà cách đây một tuần quân đội Nga đã bị đánh cho tời tả và buộc phải rút lui. Trong đợt phản công mới, thì Ukraine đã tuyên bố rằng Quân đội của nước này đã đạt được một số bước tiến ở Lugan, Donetsk và Kherson. Họ cũng đã thông báo là có một đợt nã pháo dữ dội vào nhiều đồn trú ẩn và các con hào chiến lược do chính quyền của Felikai kiểm soát ở Donetsk. Về phía Felikai cũng đã thừa nhận có một số tổn thất. Vào lúc 6 giờ 50 phút, thì một quả pháo cỡ nòng 155mm đã bắn vào trung tâm chỉ huy tại khu định cư Netalovo. Lính Ukraine đã bắn 4 rocket vào quận Mikipka, thành phố Karovsky. Vài phút sau thì ba rocket đã trút xuống thị trấn Yasinotovaya. Lúc 7 giờ 58 phút, quân đội Ukraine đã tấn công thêm lần nữa. Ba đạn pháo cỡ nòng 155mm đã bắn vào Kibyshev. Năm đạn pháo khác cỡ nòng 152mm đã bắn vào Holivka. Và tất cả đều nhắm vào những nơi mà Felikai đang trú ẩn. Và điều này thật sự đã khiến lực lượng của họ tổn thất nặng nề. Theo Reuters, những diễn biến mới ở Donbass đã cho thấy rằng Kiev không có từ bỏ mục tiêu tái kiểm soát thành lãnh thổ, bất chấp việc Nga đã cảnh báo sử dụng mọi phương tiện có sẵn để bảo vệ những khu vực mới sắp nhập. Hôm ngày 8 tháng 10, thì Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố các cuộc phản công của lực lượng Kiev ở Kharkiv, Donbass và miền nam Ukraine đang rất căng thẳng. Ở Kubiansk, thì Ukraine đã điều tới hai nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn, cố gắng mở rộng vùng kiểm soát ở Kharkiv, nhưng mà hiện tại hai bên vẫn đang cầm cự quyết liệt. Hơn 100 binh sĩ của hai bên đã thiệt mạng. Tổn thất cho thấy rõ về phía Ukraine theo hướng Donetsk. Cuộc tấn công của lữ đoàn số 115 và lữ đoàn số 1 của Ukraine đang bị phía Nga cầm chân. Hơn 80 binh sĩ, hai xe tăng, 8 xe chiến đấu bọc thép của đối phương đã bị triệt hạ. Ở Zaporizhia, quân đội Nga đã phóng tên lửa vào một địa điểm tập trung lính đánh thuê của Ukraine, khiến hơn 160 tay súng thiệt mạng. Còn về phía Nga thì cũng không kém, Bộ Quốc phòng Ukraine đã thông báo hàng trăm lính Nga đã thiệt mạng. Khu cứ địa bị tàn phá nặng nề và một viễn cảnh quân Nga đang phải tháo chạy như ở Liman chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Triều Tiên tuyên bố phóng tên lửa để mô phỏng tấn công Hàn Quốc bằng vũ khí hạt nhân. Thưa quý vị, rạng sáng ngày 10 tháng 10, KCNA đã phát đi đoạn thông cáo báo chí và tuyên bố rằng hàng loạt vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên đã được thiết kế để mô phỏng việc tấn công Hàn Quốc bằng các vũ khí hạt nhân chiến thuật, như là một lời cảnh báo sau khi lực lượng Mỹ và Hàn Quốc đã tập trận hải quân quy mô lớn. Họ còn nêu chi tiết rằng, ngày 9 tháng 10, Triều Tiên đã khởi phát phóng hai tên lửa đạn đạo lúc sáng sớm, và đây là vụ phóng lần thứ bảy mà Bình Nhưỡng đã thực hiện kể từ ngày 25 tháng 9. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng đã chỉ đạo đợt tập trận của các đơn vị hạt nhân chiến thuật trong vòng 2 tuần vừa qua, sử dụng tên lửa đạn đạo mang theo đầu đạn hạt nhân giả. Theo hãng thông tấn Triều Tiên đã tuyên bố rằng, Hoạt động này là nhằm gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về răng đe chiến tranh. Cũng theo KCNA, nhiều thử nghiệm mô phỏng việc tấn công cơ sở chỉ huy quân sự, cảng biển chính và vô hiệu hóa sân bay của Hàn Quốc. Thưa quý vị, dẫn lời của ông Kim Jong-un đã cho biết rằng, hiệu quả và năng lực chiến đấu thực tế của lực lượng chiến đấu hạt nhân của chúng tôi đã được thể hiện đầy đủ khi hoàn toàn sẵn sàng để tấn công hay là phá hủy các mục tiêu vào bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ nơi đâu cho dù kẻ thù tiếp tục nói về đối thoại và đàm phán thì chúng tôi không có gì để nói hay là cảm thấy cần phải làm điều đó. Theo KCNA, Đảng Lao động Triều Tiên đã quyết định tiến hành một tập trận như là một phản ứng không thể nào tránh khỏi đối với việc Hải quân Mỹ và Trung Quốc đã huy động lực lượng quy mô lớn, bao gồm một tàu sân bay và một tàu ngầm hạt nhân. Trước đó vào ngày 8 tháng 8 thì Hàn Quốc và Mỹ đã triển khai tập trận chung trên biển với sự tham gia của một tàu sân bay Mỹ một ngày trước đó, Hàn Quốc đã điều các máy bay chiến đấu ra xua đuổi các nhóm máy bay của Triều Tiên diễn tập ném bom. Và đợt tập trận hải quân song phương có sự tham gia của hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan và các nhóm tác chiến. Hải quân Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ trước đó cũng đã thực hiện một đợt diễn tập chung. Cùng ngày, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo rằng sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào hai cá nhân và ba thực thể liên quan đến Triều Tiên sau một loạt vụ thử tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Đối tượng này đã bị trừng phạt bao gồm hai công ty đăng ký tại Singapore và một công ty đăng ký tại quần đảo Marshall. Và Mỹ đã cho rằng các công ty trên cũng có liên quan đến hoạt động vận chuyển dầu tinh chế tới Triều Tiên để có thể hỗ trợ việc phát triển chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng. Mỹ cũng đã trừng phạt hai cá nhân, một là đến từ Singapore và một đến từ Đài Loan làm việc trong công ty tại quần đảo Marshall, bởi vì đã sở hữu và quản lý một con tàu vận chuyển dầu mỏ tinh chế cho Triều Tiên. Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ ông Brian Nelson đã cho biết, các vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa của Triều Tiên, bao gồm các vụ như là vụ phóng sang Nhật, đã thể hiện sự coi thường các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Mỹ sẽ tiếp tục thực thi các biện pháp trừng phạt đa phương, bên cạnh đó sẽ theo dõi những hoạt động lách lệnh trừng phạt của Triều Tiên, bao gồm việc trừng phạt những hỗ trợ hoạt động này. Cùng ngày thì ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã cho biết Bằng cách là áp đặt các lệnh trừng phạt lên các thực thể hay là cá nhân, Mỹ đang gửi một thông điệp rõ ràng là chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện những hành động để có thể chống lại những người ủng hộ sự phát triển hay là duy trì kho vũ khí của quân đội nhân dân Triều Tiên. Triều Tiên cũng đã thực hiện 6 vụ phóng tên lửa trong vòng 2 tuần qua, khiến năm 2022 trở thành năm có số lần phóng nhiều nhất kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un lên nắm quyền. Tổng thống Đài Loan bà Thái Anh Văn cam kết tăng cường sức mạnh chiến đấu khi căng thẳng với Trung Quốc gia tăng. Kính thưa quý vị, trong một bài phát biểu quan trọng vào sáng ngày 10 tháng 10, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã cam kết sẽ tăng cường sức mạnh chiến đấu và quyết tâm cải thiện khả năng phòng thủ của đảo quốc vào thời điểm căng thẳng với Trung Quốc đang ngày càng gia tăng đáng kể hơn Đài Loan cũng đã phải chịu áp lực quân sự và chính trị ngày càng tăng từ Bắc Kinh, và đặc biệt là sau các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc xung quanh hòn đảo vào đầu tháng 8, sau chuyến thăm đại bắc của chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Theo bản phát thảo thì bài phát biểu nhân ngày quốc khánh của bà Thái vào hôm ngày 10 tháng 10 là một trong những nguồn tin thân cận tiết lộ với đầu tờ. Tổng thống Đài Loan sẽ nói về việc nâng cao sức mạnh chiến đấu bảo vệ tổ quốc và đoàn kết tinh thần của người dân hơn. Ngoài việc tái khẳng định quyết tâm của Đài Loan trong việc bảo vệ chủ quyền cũng như là việc tăng cường khả năng phòng vệ và lập trường của nước này nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Tổng thống Thái Anh Văn cũng sẽ trình bày chi tiết các nỗ lực nhằm tăng cường sức mạnh chiến đấu và khả năng phục hồi của quốc phòng. Bà Thái hiện nay cũng đang giám sát chương trình hiện đại hóa quân đội, bên cạnh đó tăng cường chi tiêu quốc phòng và trong bối cảnh Trung Quốc liên tục tuyên bố chủ quyền của mình đối với Đài Loan trong bài phát biểu bên ngoài văn phòng tổng thống ở Đài Bắc, nơi cũng đã diễn ra buổi lễ duyệt binh, bà Thái Anh Văn cũng nhấn mạnh khả năng phục hồi dân chủ là một trong những chìa khóa để bảo vệ Đài Loan. Bài phát biểu của bà Thái đã được đưa ra chưa đầy một tuần trước khi Đại hội Chính quyền Trung Quốc khai mạc tại Bắc Kinh. Trong đại hội năm nay, thì ông Tập Cận Bình vẫn nhận được nhiều kỳ vọng sẽ tiếp tục nhiệm kỳ 5 năm lần thứ ba vốn chưa từng có tiền lệ. Thưa quý vị, Trung Quốc trước đó đã cam kết sẽ quyết tâm đạt được mục tiêu là thống nhất hòa bình với Đài Loan, theo mô hình là một quốc gia hai chế độ. Theo các cuộc thăm dò dư luận, thì tất cả các đảng phái chính trị chính thống của Đài Loan đều đã bác bỏ đề xuất đó, và đề xuất này hầu như cũng không nhận được sự ủng hộ của công chúng. Dù vậy, thì Trung Quốc vẫn chưa bao giờ từ bỏ ý định của mình, chưa bao giờ từ bỏ việc thống nhất Đài Loan, thậm chí còn đe dọa sẽ sẵn sàng sử dụng vũ lực để đưa quốc đảo này vào tầm kiểm soát của mình. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh TBSD News. Cảm ơn quý vị đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Hãy đồng hành cùng với chúng tôi bằng cách bấm like, share, subscribe và đừng quên bấm nút chuông thông báo để nhận những bản tin mới nhất. Bích Trâm xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.